Thời gian gần đây, giếng nước một số hộ dân ở ấp Tràng Chanh, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phát hiện có mùi hôi bất thường, đổi màu và nổi váng trên mặt. Điều này khiến không ít hộ dân hoang mang lo lắng vì nguồn nước sinh hoạt hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của nhiều hộ dân nơi đây. Mặc dù người dân báo lên cơ quan chức năng, nhưng cả tháng nay vẫn chưa có câu trả lời. Theo một số người dân, nước được xả ra từ đường ống này lâu ngày ngấm xuống lòng đất và giếng nước của họ. Có 7 giếng có nước bị ô nhiễm, hiện phải đi xin nước của các hộ có giếng khoan về để sinh hoạt. Người dân cho rằng, về lâu dài, giếng khoan cũng bị ô nhiễm nếu tình trạng nguồn suối không được cải thiện. Nước giếng tôi sử dụng hôm nay là hơn 10 năm rồi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó bị ô nhiễm, nó rất là hôi, không sử dụng được. Mà muốn sử dụng bây giờ là phải sử dụng nguồn nước giếng khoan, mà hiện tại nhà thì chưa có giếng khoan, mình phải nhờ cái nhà bên cạnh. Cách các hộ dân có giếng nước bị ô nhiễm không xa là cơ sở tái chế giấy. Người dân cho rằng đơn vị này không xử lý nước theo quy trình nên xả thải ra môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân. Tuy nhiên, chủ cơ sở tái chế giấy cho biết cơ sở này hoạt động từ năm 2013, nguồn nước để phục vụ cho sản xuất là 50 mét khối trên một ngày đêm. Tất cả nguồn nước xả thải được xử lý theo quy trình khép kín và tái sử dụng, hoàn toàn không xả ra môi trường. Nếu mà nói về quy trình xử lý nước thải thì làm đúng cái quy trình thôi. Nghĩa là từ nước thải mình nhà máy mình qua hệ thống xử lý, qua hóa chất, lọc lại thành nước trong thì anh lại tái sử dụng. Cho nên quá trình nó tuần hoàn vậy. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú cho biết đơn vị này đã lấy mẫu nước bị ô nhiễm để xét nghiệm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện người dân đang trông chờ vào câu trả lời thích đáng của các cơ quan chức năng.